quê các bác nhà đây trên sân đi uống nước bác nhà. Đây thì hôm nay sẽ review cho các bác mình quán này, phong cảnh rất là đẹp luôn này. Đấy. Đây. Hôm nay đi dạo phố đi uống cà phê. Đây. Một ngày đẹp trời của anh em mình. Đấy. Phong cảnh rất là đẹp luôn các bác ơi. Đây. Sẽ review chưa qua cho các bác mình xem nhá. Phong cảnh ở đây rất là đẹp luôn này. Đấy. Lần đầu tiên SIU ANH ghé qua quán này nha các bạn nha. Đây. Một phong cảnh rất là đẹp luôn. Một không gian tuyệt vời. Một lý tưởng có thể nói là rất là đẹp luôn. Đấy, phía xa xa kia là sân bay thành phố Pleiku các bác nha. Ôi mát mẻ, ui đá, ui đá thật. Sẽ theo chân SIU ANH cho các bác mình xem nha. Đấy. Một buổi trưa thật mát mẻ, quá là tuyệt vời luôn này. Mời các bác mình ngắm thành phố Pleiku nha. Nọc này gì? Mới nọc đó đúng bay nọc đó hả? Là người ta làm rồi. Mình bị cái nhám á, mày nhám ra cái này. Mình bắt mình xem đây. Nắng bắt bác ơi. Mời các bác mình xem phong cảnh thành phố Pleiku nha. Phong cảnh rất là đẹp luôn này. Đẹp trời ơi các bác ơi. Hôm nay được đi phố uống cà phê, ngắm phong cảnh nơi đây rất là tuyệt vời. Một ngắm một nóc nhà rất là đẹp luôn này. Đấy. Hello cả nhà nha, mời các bác mình uống nước nha. Một buổi trưa thật là tuyệt vời, một phong cảnh có thể ngắm, có thể nói là rất là đẹp luôn các bác ơi. Đây. Thế thì mời các bác mình uống nước nha. Buổi trưa vui vẻ nha. Đã. Hôm nay hai anh em lên phố đi uống nước. Rất là tuyệt vời luôn này. Rất là tuyệt vời ông mặt trời này. Ngon. Đã. Đẹp. Mời các bác mình ngắm thành phố Pleiku nha. Ngon, ngon tuyệt. Rất tiếc hôm nay buổi trưa nên chắc không có máy bay bay nhỉ. Không thì SIU ANH sẽ quay cho các bác mình xem chỗ đây rất là cao luôn. Có thể thấy một đoạn đường của sân bay thành phố Pleiku luôn này các bác. Thế nên mà hôm nay trưa nên không có một chuyến bay nào bay qua nên đây này. Xem thì zoom được các bác mình xem nha. xa cái này. Đây là một sân bay hàng không của Pleiku nha các bác nhé. Nên mà hôm nay không có một chuyến bay nào hết, buổi trưa rồi mà các bác. Rất là đẹp luôn các bác. Nắng quá các bác ơi, buổi trưa rồi các bác, 12 giờ trưa, nắng thôi rồi luôn. Nhưng mà nắng càng nắng thì là video này nó càng đẹp hơn các bác ạ. Đây này, đấy, buổi trưa rồi các bác, nên là rất là kỳ đẹp lắm. Đầu tiên sẽ đi qua quán cà phê An nhé, quán cà phê An, một phong cảnh rất là đẹp luôn các bác. Mong các bác mình ủng hộ kênh của SIU ANH nha, để tiếp tục phát triển, cũng như là để có ra video tiếp theo nó hay hơn và hấp dẫn hơn. Mong cả nhà mình ủng hộ nha. Những ai chưa đăng ký thì hãy cho SIU ANH một like, một chia sẻ. Đấy, một ghế này rất là đẹp rồi này. Cái này mà nếu mà chắc chiều tối vào quán này thì rất là đẹp luôn các bác. Có thể xem qua bên kia này, đó, một đường hãng hàng không, đó, một đường bay của hãng hàng không thành phố Pleiku các bác. Nhưng mà hôm nay buổi trưa không có chuyến nào bay các bác, quay cho các bác mình xem. Này đang gió cực kỳ luôn, đầy mát. Còn phía xa kia là dồn cho các bác mình xem này. Phía xa kia là khu quán ăn của gì vậy? Chỗ này là làng ốp các bác ạ. Đó. Kia này. Đó là khu ăn, khu nhà hàng ăn chỗ làng ốp các bác nha. Xem phong cảnh nha. Chúc các bác mình buổi trưa thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nha. Một ngày cuối tuần tràn ngập để niềm vui, cũng như là thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc mình nha. Đi sơ qua cho các bác mình trên tròi này, trên lầu cùng nữa đó. Chắc SIU ANH nghĩ là cái này khá là cao luôn. Sẽ để SIU ANH coi thử được bao nhiêu tầng này. Sáu tầng luôn các bác. Gian rất là tuyệt vời. Một nóc nhà rất là đẹp luôn. Một khu thành phố Pleiku thật tuyệt vời. Thôi chắc video SIU ANH cũng dài đấy. Đấy thì SIU ANH sẽ dừng lại clip ở đây nha. Mong các bác mình ghé qua ủng hộ kênh của SIU ANH nha, để cùng nhau giao lưu, cùng nhau học hỏi về kinh nghiệm, cũng như là chúc cho các bác mình một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nha. Những ai chưa đăng ký cho Siêu Anh thì hãy cho Siêu Anh một like, một chia sẻ, và nhớ để lại cho anh một lời bình luận để góp ý cho Siêu Anh, để Siêu Anh có tiếp tục ra video tiếp theo nó hay hơn và hấp dẫn hơn những cái cuộc sống chia sẻ trong buôn làng của Siêu Anh, cũng như là cái cuộc sống công việc của Siêu Anh hàng ngày. Rất mong các bác mình ủng hộ kênh Siêu Anh nha. Và một lần nữa Siêu Anh sẽ chúc cho các bác mình một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui, thật nhiều sức khỏe, cũng như là thành công trong công việc. Đấy, Siêu Anh sẽ dừng lại clip tới đây nha. Bye bye cả nhà nha. Rồi Siêu Anh sẽ dừng lại clip tới đây.